tập 6 của thách thức danh hài lên sóng tối 13 tháng 11 trên kênh Y đã đưa không chỉ khán giả mà cả hai vị giám khảo đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Một trong những thí sinh để lại ấn tượng ở tập sắp lên sóng của tuần này là anh chàng Nguyễn Thiện, 20 tuổi. Ngay khi vừa xuất hiện, Thiện đã khiến danh hài Trấn Thành bối rối khi khẳng định đi thì chỉ vì mong được gặp giám khảo Trấn Thành chứ thực sự khả năng thì không đi tới đâu hết trơn nghe được lời bày tỏ của Phan, Trấn Thành quan mang vì sợ không đảm đương nổi trọng trách. Chàng sinh viên 20 tuổi tự tin đối đáp với các giám khảo. Bối rối trước một thí sinh mạnh dạng liên tục thả thính, cả hai danh hài đều không khỏi bật cười, chào thua. Thậm chí, danh hài Trấn Thành còn thừa nhận, anh không vững, em hiểu không? Ngay cả Ngô Kiến Huy cũng không khỏi đơ người khi bị chính nam thí sinh trẻ tuổi chọc chém. Khi chuẩn bị bấm giờ, Thiện lập tức đáp trả, từ từ, chưa gì luôn ngá. Ham bấm lắm, sinh ra để bấm hay gì khiến hai vị giám khảo cười nứt. Danh hài trấn thành không nói nên lời, còn Trường Giang thì khoái chí trước màn thả thính mạnh dạng của thí sinh 20 tuổi. Dù nói chuyện rất sắc xéo ở phần giới thiệu, nhưng sau 60 giây đầu tiên, tiểu phẩm trong giai anh chàng bán vé số của Thiện lại không thể khiến hai danh hài bật cười. Cũng trong tập 6, thí sinh Huỳnh Thị Tho, 54 tuổi tới từ gò công cùng bạn diễn đã gây ấn tượng và mang lại nhiều bất ngờ không kém. Cụ thể, cô Huỳnh Thị Tho khẳng định rất mê chương trình, đến mức phải trốn chồng đi thi và nửa đêm lén học kịch bản kiến trường Giang, trấn thành hào hứng đứng ngồi không yên. Dù chưa bắt đầu phần thi, cô Tho và bạn diễn đã thu hút được hai vị danh hài khi thể về hành trình đăng ký đi thi của mình. Trấn Thành còn phải thốt lên, nãy giờ chưa diễn gì hết trơn mà tôi mê hai bà lắm rồi. Hay bây giờ bốn đứa mình dăng mùng nói chuyện đi khỏi diễn hài nữa. Bước ra là thấy thương rồi đó, diễn hài quan trọng là lấy được tình cảm. Mở màn phần thi của mình, thí sinh U60 và bạn diễn kiến Trấn Thành đơ người và bật cười, sau khi bất ngờ tác nhẹ lên má danh hài. Tuy nhiên, bất ngờ ở chỗ, dù có thiếu nói chuyện, Khiến hai giám khảo hào hứng ở phần giới thiệu, thí sinh U60 vẫn không thể làm Trấn Thành và Trường Giang bật cười nhiều khi thực sự bắt đầu phần thi. Kết thúc chương trình, hai thí sinh ra về với phần quà 2 triệu đồng, sau khi nghe lời khuyên chân thành của hai giám khảo. Hai chị giữ số tiền này trả tiền xe ra về, chứ đừng thi nữa. Khuyên chân thành hai chị, nói chuyện vui ở ngoài thì hài hước rất có duyên, nhưng thực sự hai chị không hiểu về diễn hài trên sân khấu, nên có diễn nữa cũng không cười đâu. Ban đầu, thí sinh U60 còn quả quyết sẽ tiếp tục thi, diễn tặng khán giả, có quà hay không không quan trọng. Nhưng sau khi được hai danh hài ra sức thuyết phục một cách chân thành, cô Bình Thị Tho cũng quyết định dừng chân ở vòng 1.